đừng có dở mạnh vô nữa nha. Đắp kỹ đồ đĩa luôn nè. Chứ dở mạnh rồi cho cám nè. Để làm cho ơi biết ngồi. Ngồi cũng được mà ngồi. Chắc mình đây con số của mình nó cực thì nó cực biết vậy chứ không không biết ơ mà động viên để giúp đỡ cho mình cho nó đỡ đỡ hơn xí rồi có chút thuốc rồi cho nó uống cho đầy đủ. Chương một cây nối những tấm lòng hôm nay là câu chuyện cảm động của hai người phụ nữ không chồng và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. Bà Trương Thị Nhanh, tuổi đã cao, mang trong mình nhiều chứng bệnh, lại phải gánh vác trọng trách chăm sóc người em gái bị tai biến nằm một chỗ hơn 10 năm nay. Hai chị em đều lâm bệnh nhưng không có tiền để lo thuốc thang và trang trải cho cuộc sống hàng ngày, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Bà Trương Thị Thanh, 60 tuổi. Bà không có chồng con. Lúc nhỏ sống với cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời, bà nương tựa vào người chị gái. Cách đây hơn 10 năm, bà đột ngột ngã bệnh tai biến nằm một chỗ. Thấy em gái độc thân, bệnh tật, bà Trương Thị Nhanh cũng chọn cuộc sống đơn chiếc để dễ bề chăm sóc cho em. Cũng may thay, bà Nhanh tự túc được đứa con gái nên bây giờ cũng đã có cháu ngoại vui vầy. Nhưng ở tuổi 70, bóng chiều đã phủ qua vai và bệnh tật của tuổi già đạp đến với bà Nhanh. Bà con chồng sớm cảm thương hoàn cảnh của gia đình bà Nhanh, thay nhau phụ giúp những công việc ngoài đồng. Ròng rã 10 năm, đêm nào bà Thanh cũng kêu la khiến những người xung quanh chập chờn giấc ngủ. Gần đây bệnh của bà Thanh lại nặng hơn, bà Nhanh đành bấm bụng mua loại thuốc 10.000 đồng một viên để bà Thanh uống vào mỗi buổi tối. Uống thuốc đều đặn, bà Thanh ít kêu la, nhưng mỗi tháng tốn 300.000 đồng tiền thuốc. Thuốc men và đồ dùng chăm sóc cho bà Thanh mỗi tháng cũng tốn tiền triệu. Ở lòm có nhà đất, ở sập sập lên sập xuống, rồi con nó cũng nuôi nắng thôi, chị em cũng dựa với nhau biết, tới chừng sau này có chưa có làm nhà đây thì nó đã đau rồi. Nó đau rồi nó cũng nằm chỗ rồi, có rồi lòm con nó xóa hồi cho được 20 triệu. Về bữa sửa nhà đây, bữa tê, còn thằng rể nó thấy nhà sập mà 20 triệu làm sao mà sửa. Thì tao bây giờ một lần lòm lần khó thôi để con thêm vô con lòm. Con lòm cho mẹ mẹ ở rồi bồ qua đời rồi có con gì ở coi nên là thờ phượng mẹ. Bây giờ còn còn giò mình nó cũng đau lên đầu xuống biết. Nó đau thần kinh tỏa ở cuộc sống luôn. Nó đau, nó có lần được thét, có lần chịu không nổi đi không được. Đây thì họ cũng biết là cô là đi, đi phải có cái xe bữa giữa đây cũng có chân ba chân vậy. Bữa đây được chứ không là đây là đằng, đằng kia đó là cũng là đi không khóc còn ấy nghe đi khóc ấy chứ không đi được. Nó đau nó thét luôn luôn nghe bữa cái đùi đây nó cứng. Rồi bây giờ về nuôi con này là con một tháng đa thì cũng loa khác nhưng mà ít nè. Bà tháng trước chú cũng loa khác từng giới thì nuôi họ con ngày. Họ cũng nói chú cho nó khác gì mà có đêm với rồi sao mày ngủ. Thì bây giờ cũng phải chịu chứ giờ biết làm sao. Chứ giờ có hoàn cảnh nó đau mà bây giờ không lẽ đánh đập gì được nè. Phải nó không đau mà nó khác chứ thì mình cũng đánh đập được. Chứ còn nó đau ớn là không có đánh đập được. Bây giờ cũng phải rớt mà chịu. Rồi thốc đêm có ngà, có đêm qua đêm trường thốc miết bằng ngà thì bên nằm xuống đẹp cái lưng xuống này nhắm mép được chút thôi. Cả hai chị em đều lâm bệnh,
không ai làm ra tiền nên thiếu thốn trăm bề. Những lon sữa như thế này cũng không có đủ để bồi dưỡng thêm cho người em gái. Con gái của bà Nhanh có chồng ở xã Tịnh Phong. Thương mẹ và dì đang vất vả, ba mẹ con quyết định dọn về ở chung với mẹ và dì. Thuốc men không đó, lo không được mà làm sao mà có tiền sống. Nó về như này nó phải trả đồ đây về nó dùng. Nghe chưa? Thì bây giờ ở đây họ cũng biết hết rồi, họ cũng biết rồi. Bớt là nó trả con, nó trả gì. Chứ còn bớt thì không có sám được cái đó. Mà bây giờ nó nằm một chỗ mà lao chùi lên hơi, phải rửa hết. Bây giờ để cái thao dưới đó, cái chảng này thì cậu có bộ bán. Bận về xuống đó rồi để ở đó nằm đây rồi rửa. Rửa nó trả xuống cái thao rồi bận đổ hầm cầu. Chứ bây giờ mà không có có bộ bán dưới đây thì nó đổ cùng nhà, nó thúi. Thế câu này là tiền thóng của cô nó được 500 tư thì cô này về đủ coi tiền sữa không đủ tiền sữa thì coi thuốc là cỡ ngày một ngày là một đêm là hơi viên cho uống cho khỏi khát khô la đó cứ một thóng là 300 ngàn nó 300 ngàn rồi còn sai lại là con bên thì con ghé đây nó phụ nó chứ làm gì đủ chứ bớt thì cô chỉ không có cô thằng cháu nãy đó nó làm cho được phụ ruộng được kiếm lúa ăn thôi chứ còn bớt thì chỉ là cô chỉ có thuốc đó, mà thuốc cũng không đủ thuốc là coi này là thuốc rồi hầu nó cũng thiếu rồi bà khi mà nó dư gì vậy này nó thiếu thì đi trả lại hàng sớm cứ mượn đầu tư thoáng trả ông kêu mà để như bà khác bà la mà cứ thôi để khác la thì mình có nắm được của mình mà để thôi cho được được cũng phải làm sâu cho điện cho nó ngủ được một chút rồi mình nằm nga cái lưng chứ giờ nó khác miết mình cũng sợ lão rồi nó khác nó quấy miết rồi rớt lên đây rồi mình bảo lên không được cái đợt trước thì nó mới rớt mượn cái con dưới kia nó lên nó bảo giùm hơi của cháu khuyên chứ cũng không biết làm sao là cái hơi này thằng rể nó cũng tội giá trên nó kêu em cứ việc mua sữa mua thuốc rồi cho cái gì đi cho bố uống rồi bố cho mẹ bố uống mới chứ bà mẹ rồi bà nằm xuống rồi vậy ơi lao. Con gái bà Nhanh làm công nhân, sáng đi sớm, tối tăng ca về muộn. Thu nhập cũng chưa đủ lo cho gia đình, thì lấy đâu để phụ giúp mẹ và dì. Nghèo tiền như được cái, con gái và con rể sống có hiếu, nên hai người phụ nữ cũng cảm thấy ấm lòng. Ăn uống thì, ăn uống phải ngồi đúc, hồi bà khi thì còn ngồi vậy, cứ ngồi đây, rồi đúc cô ngồi có ghế đây ngồi chán nó đúc bây giờ là làm tiệc đó làm nó chứ không có ngồi được đã vậy là cô bây giờ mình làm sao đã hết thì phải coi này là phải có đủ gấu phải dựa thì lá mình ngã cái nó cũng ngã mất làm sao vậy đó. Thì đi đứng là đó đi hẳn chạp vậy là phải đứng ảnh cái lưng vậy này đã vậy này nó bư nó bắt đai trước cô rồi bư sai là bư thả ra rồi bư đây đi thẳng được cũng đi không xuống chứ đi thẳng là nó tức cái lưng nó tức chịu không nổi. Nó có lần bên nó đào có đùi này, nó đào có đùi này, nó này nó chống có xương rồi trắng, nó tất chịu không được. Đó, rồi đây cũng đi không biết, mà có xe trần kia này sẽ đọt với đó. Rồi đi đâu cũng vác cái xe, đây là đằng sớm kia cũng vác cái xe. Vác cái xe nó dựa, cũng nên ba chân đó nó dựa dễ đi, chứ đi không đi không được. Đi không là nó tất có lần chịu không được. Rồi bà ngà đó cũng ở nhà bữa cháu đó, con canh đây bữa hơi đứa cháu ra nhà rồi cũng bà cháu cũng hô hí, cũng có chuyện cũng vui. Rồi chiều mẹ nó về, chứ bà thấy mà nó chưa về đó. Hơi chị em đây cái đáng cửa nhà trang để cái cửa đây không thôi rồi tới cũng đó nó nằm đây rồi cô nằm bất nằm trong chỗ đó thì cô chồng cứ nằm không dám ngủ cứ nằm giùm chồng để thử cái nó có tái rồi không chứ lão nó tái rồi như cầm xô cơ rồi nó len tới đây rồi lâu đặt cái xuống nó bước xe vô đó xe rồi cũng nắm lâu chứ cũng không ấm ôm gì được hết. Hy sinh hạnh phúc riêng tư để vẹn tròn phận làm chị. Dù trong thâm tâm rất buồn và bệnh tật đang hành hạ, nhưng bà Nhanh vẫn gắng gượng để lo cho người em. Con và cháu của bà Nhanh đang tiếp nối tinh thần hiếu nghĩa của mẹ, của bà. Hơi ấm của tình thân, sưởi ấm tinh thần cho hai số phận trong phần đời còn lại. Chương trình vừa kể câu chuyện của gia đình bà Trương Thị Nhanh ở xóm Khánh Vân, thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. Nhà của bà Nhanh ở sát cổng chùa Khánh Vân. Quý khán giả hỗ trợ thông qua chuyên mục kết nối những tấm lòng có thể đến Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, 165 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản đến 4 số tài khoản sau đây. Tài khoản Vietcombank
1111345345, SHB 6333444555, BIDV 5701000137578, Aribank 4500201008113. Nội dung chuyển khoản ghi đầy đủ, người gửi hỗ trợ số 536 Bà Nhanh.